Trong sơn trang bí ẩn, cao thủ thượng thừa dày công nghiên cứu, sáng tạo nên tuyệt kỹ Quỳ Hoa Bảo Điển. Tuyệt học ẩn chứa sức mạnh vô biên, khiến muôn vàng dân sĩ võ lâm thèm khát, lao vào phòng xứ tranh đoạt. Thiên hạ đại biến, chính tà bất minh, gia cụ chìm sâu vào ân oán. Đông Phương Bất Bại nắm trong tay Quỳ Hoa Bảo Điển, giả tâm quyết sạch quân hùng, đồng chiến võ lâm, thủ âm hiệu triệu anh hùng hào kiệt, giải cứu quân hùng, thống nhất võ lâm. Thủ âm chân kinh mobile, siêu phiên bản mới, bách luyện càn khôn, tuyệt thế võ học, chấn động giang hồ. Tịch tà kiếm phổ, chiêu thức tà độc, bất khả chiến bại. Cổ Nguyệt Thiên Hoàng Quyết, bí thuật ẩn thân, tàn hình trong chớp mắt. Thần công tuyệt thế, uy chấn võ lâm. Quỳ Hoa Bảo Điển, hấp tinh đại pháp, hấp thu nguyên khí thiên địa, đã thông huyệt đạo, đột phá giới hạn cấp 100, mở rộng cấp thần binh đến 100, tăng thêm trang bị và bảo vật cấp 100, cùng nhiều đột phá giới hạn khác. Sơn Hải Quan, quyết chiến sinh tử, bảo vệ giác sơn, và nhiều tính năng mới trong siêu phiên bản đặc biệt, cập nhật không giới hạn đang chờ đón các nhân sĩ, cùng máy chủ được nâng cấp mượt mà. Tham gia các hoạt động tống kim 50 vs 50, lãnh địa chiến, ban hội chiến thả ga. Siêu phiên bản mới, bách luyện càn khôn.